lái như thế kia. Và ngày hôm nay chúng tôi xin phép được mở bán những chiếc máy bay không người lái này. Đầu tiên là chiếc máy bay màu xanh mang ký hiệu VJ-304. Chiếc máy bay VJ-304 được sản xuất năm 1988 tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Chiếc máy bay này, VJ-304 này, có số đo 3 vòng 90, 70, 100 với cái thiết kế đường cong tinh tế mang lại cảm giác nhức mắt cho người nhìn. Với chiều cao 1m68, nặng 58kg thì tôi đánh giá đây là một chiếc máy bay khá là chắc chắn, gầm cao, mái thoáng và giảm xóc rất tốt. Chiếc VJ-304 với hệ điều hành sảnh ra là chửi, bộ chip xử lý thông minh và bộ nhớ 64GB thì tôi đánh giá đây là một chiếc máy bay có bộ nhớ khá là kém. Đây là một chiếc máy bay phiên bản giới hạn full option, nhưng tính năng làm việc nhà hiện nay đang bị lỗi. Sau khi mà chúng ta mua về sử dụng thì cần phải nâng niu chiều chuộng để khôi phục lại tính năng này. Điểm của chiếc máy bay này có thể nói 8 tiếng một ngày, đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ cho người